chiều nay quý vị có khỏe không? Quý vị có đói bụng không? Đói không? Đói thì mình hồi hướng. Kính thưa đại chúng, ở trong Phật giáo chúng ta có một câu: hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bổn hoài. Hoằng pháp tức là đem cái giáo pháp của Phật truyền bá rộng rãi ra bên ngoài cho tất cả mọi người. Đó là cái trách nhiệm của người đệ tử Phật. Sống mà làm lợi cho tất cả mọi người xung quanh mình, đó chính là cái bản hoài của mình, cái hoài bão của mình. Thế thì người Phật tử chúng ta, không luận là xuất gia hay là tại gia, chúng ta phải có trách nhiệm đem Phật Pháp truyền bá cho tất cả mọi người. Và sống làm lợi cho mình là chuyện đương nhiên, nhưng mà phải làm lợi cho tất cả mọi người thì cái ý nghĩa và tinh thần của người Phật tử chúng ta không lãng phí. Hồi Pháp Hòa nhỏ, Pháp Hòa có đi một ngôi chùa ở Cần Thơ. Thì cái ngôi chùa đó, hồi đó người ta gọi là chùa tiên, tu tiên. Thì cái ngôi chùa đó, các vị ở trong đó mặc áo trắng, tu tiên. Thì Pháp Hòa bước vô cái ngôi chùa đó, Pháp Hòa thấy có một câu: là Phật tử, trong lòng tự hỏi nên làm gì trong cõi người ta, ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta xa gần. Quý vị nhớ không? Là Phật tử, trong lòng tự hỏi nên làm gì trong cõi người ta, ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta xa gần. Độ người chính là lợi sanh, hoằng pháp. Như vậy thì cái người đệ tử Phật, không phải cái chuyện hoằng pháp là bổn phận của người xuất gia, mà cái đó là tinh thần và trách nhiệm của tất cả chúng ta nói chung. Bởi vì sống là phải làm lợi cho người, và phải có nhiệm vụ mang những cái điều lành, điều thiện để mà khuyến khích cho người. Làm sao mỗi ngày mình giúp cho người ta thấy cái điều sai, làm cái việc phải, đó là hoằng pháp. Đức Phật ngày xưa, một ngày của Đức Phật chia làm mấy việc. Trong kinh Tăng Chi Bộ có nói: buổi sáng Phật đi khất thực, rồi buổi trưa chiều về Phật thuyết pháp, buổi tối Phật dạy đạo cho chư tăng, buổi khuya là Phật vấn đáp cho chư thiên, rồi rạng sáng thì Phật ngồi thiền. Thôi mình chịu khó, mình lợi sanh chút nữa đi. Mình nhích vô cho người ta đủ chỗ ngồi là lợi sanh. Giờ mình tiếp tục ha. Không có sao, vậy tốt, hết giờ. Cái gì mà lợi cho em là em mừng. Thưa đại chúng, thì Pháp Hòa nói lại: một ngày của Đức Phật, buổi sáng đi khất thực, rồi độ ngọ, rồi cái buổi chiều á, Phật thuyết pháp cho chư tăng, buổi tối Phật dạy đạo, buổi chiều có nhiều khi Phật tiếp Phật tử cho ta vô ta hỏi Phật pháp, buổi chiều cái tối cái là Phật dạy đạo cho chư tăng, buổi khuya là Phật tiếp chư thiên, rồi buổi sáng gần cái là Phật ngồi thiền, tức là Phật tĩnh tâm đó. Tại sao đi khất thực cũng là một hình thức lợi sanh?
Tại vì mình đi gieo duyên, ôm cái bình bát, mình không mà đi khất thực đó là không có phân biệt giàu nghèo, không có lựa nhà nào. Thí dụ như đi ngang cái con đường đó rồi thấy cái nhà đó ngày hôm qua người ta ra người ta cúng ngon quá, cái ngày mai đi nữa. Rồi bữa khác đi tới cái nhà đó mà không thấy họ cúng, cái đứng lại đã lâu lâu một chút, rồi lâu lâu liếc qua coi nhà đó có ai không. Khi đi khất thực là phải vận dụng cái tâm bình đẳng đi khất thực, là không lựa. Cho nên khi đi khất thực không có ngó hai bên, để giữ cái tâm mình cho đoan chánh, gọi là thứ đề khất thực. Khi mình đi khất thực như vậy, tức là mình gieo cái duyên cho tín chủ phát tâm cúng dường bố thí. Rồi gì nữa? Rồi người ta có cơ hội, người ta nhìn cái hình ảnh đẹp của người xuất gia, gọi là gieo duyên mà. Rồi cộng thêm á, khi mình nhận cái thức ăn đó của tín thí Phật tử thì coi như là mình nợ. Rồi mình về mình ráng mình tu. Tức là một hình thức Phật tử thì được cơ hội phát cái tâm bố thí. Rồi hình thức khác là mình thọ nhận, để mình biết là mình thọ ơn đàn na tín thí thì mình ráng mình tu. Mà mình tu bằng cách nào? Tức là mỗi ngày mình phải tu tập như thế nào để cái đời sống của mình làm cái mô phạm, làm cái hình ảnh đẹp cho Phật tử noi theo, nhìn theo đó mà tu tập. Rồi có nhiều khi mình thuyết pháp, mình nói kinh. Vậy thì thưa đại chúng, Đức Phật không có lãng phí một ngày. Cho nên chúng ta làm sao cho người khác thấy được cái xấu để bỏ, cái thiện để làm, thì chúng ta gọi là hoằng pháp. Đối với người chư tăng là phải giữ giới, phải có đoan nghiêm về oai nghi tế hạnh vân vân, là một hình thức thuyết pháp. Bởi vì cái đó gọi là thân giáo. Thân giáo tức là cái cách sống của cái vị thầy đó. Rồi khẩu giáo tức là lời nói. Thí dụ như mình là người xuất gia thì mình không có nên thọc mạch chuyện này chuyện kia, gọi là học người này học người kia cho người ta phiền muộn với nhau. Hay làm lời nói của mình cũng không có những cái lời nói khó nghe, làm cho người Phật tử bị xúc não hay là bị phiền não, bị khổ đau vân vân qua cái cách nói của mình. Cho nên gọi là thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Ý giáo tức là cái cách suy nghĩ của mình. Thí dụ như nhiều khi trong cuộc sống cái người đệ tử kia tối ngày cứ lên gặp mình phiền muộn người này người kia, hay là trách móc người này người nọ, thì thay vì mình nói theo á, thì mình ý giáo liền. Sao người ta có những cái điểm tốt, con không tập con nhìn, con tập nhìn chi những cái điểm xấu rồi con phiền não tối ngày. Tức là mình ý giáo, tức là mình tập cho người đệ tử đó hãy nên tập cái cách nhìn ở cái mặt tích cực, để chuyển hóa cái phiền muộn do cái ý nghĩ của mình sanh ra. Cái đó gọi là ý giáo. Hay là cái cách suy nghĩ của mình, mình làm sao cho người đệ tử thấy rằng à, thầy luôn luôn có cái nhìn xa và rất là thiện lành. Có nhiều khi á, ví dụ như mình thấy cái điều đó, mình lượm tiền, mình đi đường mình lượm được tiền, cái ông thầy nó cất đi con, lát đi mua nước uống, hay là lát nữa thầy dẫn con với thầy đi ăn, thì cũng không sao. Nhưng mà thay vì nếu mà người thầy nó thôi con lượm cái đó không biết của ai, thôi một là mình đem mình kiếm cách mình trả, hay là mình làm cái điều thiện lành, cái tiền này tiền của mình lượm được của người khác. Tức là mình làm cho cái người đó, từ người ta nhận ra rằng ở nơi mình có nhiều cái ý nghĩ thiện lành hơn là những cái ý nghĩ không thiện lành. Đó. Thì một cái người mà có thân giáo, có khẩu giáo, có ý giáo, thì cái đó cũng là một hình thức hoằng pháp. Còn đối với tất cả, quý vị nhớ là ngày xưa, những cái lời của Phật giảng, Phật làm bốn điều. Một là Phật giải thích. Khi mà Phật thuyết pháp là Phật giải thích. Thí dụ như Phật giải thích cái điều đó tại sao như vậy. Thí dụ nè. Thí dụ bây giờ Phật giảng về cái giới thứ Phật giảng về cái giới thứ hai. Phật nói để giữ cái lẽ công bằng trong xã hội, của người ta làm cực khổ mà mình lén lút mình tìm cách mình lấy, cái đó không nên, nó mất cái lẽ công bằng. Phật giải thích. Rồi cái thứ hai là mình phải suy nghĩ,
mình mất mình cũng khổ, thì người khác mất người ta cũng khổ. Rồi cái thứ ba đó là nếu mà mình tới nhà ai chơi mà mình đi về rồi người ta mất của, một lần thì người ta chưa nghi, nhưng mà hai ba lần bắt đầu người ta nghi, và từ đó về sau người ta kêu mình là gì? Chà đồ nhôm. Chà đồ nhôm nghĩa là chôm đồ nhà. Rồi thì cái tư cách của mình nó mất, cái uy tín của mình nó mất. Cái đó gọi là gì? Giải thích. Giải thích xong rồi gì nữa? Thuyết phục. Nói có lý. Người ta đặt cái máy, người ta sẽ tìm cách người ta bắt con. Thì thuyết phục. Phật nói pháp có 4 cách nha. Giải thích tại sao phải giữ giới. Thí dụ như có nhiều người ta nói: trời ơi, tôi không có chịu giữ giới đâu, tại vì giữ giới rồi mất tự do. Có nhiều người ta quan niệm vậy đó, thà tôi về là tôi quy y, tôi giữ giới và tôi khỏe. Giờ tôi quy y rồi tôi giữ giới, tôi mất tự do. Cái đó mình phải giải thích cho ta nghe. Nếu anh nói như vậy, bây giờ anh đi ra đường, anh nói tôi cứ việc mặc kệ, tôi lái đi đèn đỏ, tôi cũng lái đèn xanh, tôi cũng lái đèn vàng, tôi cũng lái bảng stop, tôi cũng lái, thì thế thì được không? Mình lái xe, mình phải có cái luật lái xe. Mà lý do nào anh giữ cái luật lái xe? Để giữ cái an toàn cho anh và giữ an toàn cho mọi người. Mà giữ an toàn như vậy thì cũng giống như mình giữ giới thôi. Mình giữ cái giới thứ ba là không xúc phạm đến gia đình hạnh phúc của người khác, là mình vì muốn bảo vệ hạnh phúc của mình. Mình muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì phải tập bảo vệ hạnh phúc của người khác. Nói cho người ta nghe, giải thích cho người ta biết, rồi thuyết phục cho người ta. Rồi cuối cùng thứ ba là gì? Sách tấn. Sách tấn là sao? Phật quý vị để ý, Phật dễ thương lắm. Nhiều khi mình nói: bạch Đức Thế Tôn, con giữ 5 giới không nổi. Phật nói: giờ con giữ 1 giới tới 2 giới con giữ nổi không? Nói: dạ con giữ được. Phật nói: nếu giữ được 1 tới 2 giới gọi là tiểu phần cư sĩ tại gia. 2 giới gọi là tiểu phần. Giữ được 3 giới, Phật nói: ô, con giữ được 3 giới thì gọi con là bán phần cư sĩ tại gia. Rồi bữa nào con giữ được 4 giới thì nói là con là đa phần cư sĩ tại gia. Con giữ được 5 giới thì gọi là toàn phần cư sĩ tại gia. Vậy thì quý vị nhớ là mình giữ không được 5 giới, cứ phát nguyện đi. Rồi mình giữ bao nhiêu giới trong đó cũng tốt. Cái đó là khuyến khích. Phải không? Giải thích, thuyết phục, sách tấn, khích lệ. 4 cái cách thuyết pháp. 4 cách thuyết pháp. Cho nên tại sao mình giữ giới? Giới là gì mà phải giữ? Người ta có những tổ người ta định nghĩa nè. Phòng phi chỉ ác. Phòng là phòng ngừa, phi là cái sai quấy, chỉ là đình chỉ lại, stop. Ác là cái thật tệ. Tại vì con người mình á, nếu cái lỗi, cái sai ngay lúc đầu mình không chỉnh á, thì có thể đi tới cái ác. Ví dụ như cờ bạc đâu có tội, phải không? Nhưng mà có lỗi. Cờ bạc không có tội nhưng mà có lỗi. Lỗi thứ nhất là lỗi với chính mình. Đi làm cực khổ, đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, dắt chài ra nước. Mình cực khổ mình để dành, thì mình không biết giữ gìn cho gia đình, giúp đỡ gia đình, lo cái gia đình, thì mình chơi đánh bài, mình thua lỗ. Rồi khi mình thua là mình mất, phải không? Mất rồi bắt đầu mình làm gì? Cà thẻ, mượn nợ. Rồi khi mình cà thẻ mượn nợ, rồi bắt ai trả? Gia đình trả. Thì vợ con, cha mẹ, anh em trong gia đình buồn khổ vì mình, nợ nần vì mình. Rồi kế đó là gì nữa? Khi mà mình ghiền quá rồi, mình chịu không nổi rồi, thì bắt đầu mình chơi rồi mình mượn tiền của xã hội đen. Không có tiền trả thì người ta thanh toán mình. Chừng đó mình có thể giết người, cướp của. Nói chung mình làm những cái điều tội ác, có thể dẫn tới tù tội, chết chóc vân vân. Cho nên phòng phi chỉ ác là vậy đó. Nếu mà cái lỗi từ đầu mình không chừa thì cái sai quấy. Hồi xưa trong kinh Bách Dụ, Phật có kể một câu chuyện. Có cái ông đó, ông có một đàn con, 5-10 đứa gì đó. Thì cái đứa đầu nó mất cái ông chôn. Chôn xong 2-3 tháng sau cái đứa thứ hai nó chết, cái ông chôn. Chôn xong mấy tháng sau đứa thứ ba nó chết, cái ông chôn.
Ông nói trời ơi sao mà nhà mình nó cứ chết la ra kiểu này, thôi mắc công quá, thôi ông vơ da ông giết hết nguyên bầy ông chôn lần cho nó khỏe. Thì Phật kể câu chuyện trong kinh Bách Vụ vậy đó. Thì Phật mới nói rằng á, có những chúng sanh mình cũng giống như vậy, làm lỗi một cái điều lỗi nhỏ rồi, rồi thì bây giờ nó thôi đằng nào tôi cũng phạm tội rồi, thôi làm luôn lần đi, tội lần luôn cho nó khỏe. Có không? Giống như mình đi chơi á, xin ba má đi chơi, đi về trễ 1 tiếng, cái mình nói thôi đằng nào cũng trễ, về cũng bị chửi. Thôi thì đi chơi tới sáng, đi về bị chửi 1 lần luôn. Hồi nhỏ mình hay có như vậy phải không? Thì cũng giống vậy đó. Cho nên thưa đại chúng á, cái cách mà chúng ta, chữ hoằng là gì? Chữ hoằng là chúng ta làm rộng ra. Cho nên có nhiều khi người ta nói hoằng dương á, chữ dương là sao? Dương là đưa cao lên. Hoằng dương có nghĩa là hoằng dương Phật pháp, nói cho đủ là 4 chữ. Hoằng dương Phật pháp tức là đưa cao Phật pháp lên và làm rộng ra mọi người. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng có bổn phận để hoằng pháp. Hoằng pháp bằng cách nào? Bằng cách chúng ta sống. Người Phật tử chỉ cần giữ tam quy ngũ giới là một cái hình thức rồi. Cho nên tại sao trong chùa chúng ta treo cờ Phật giáo? Tại vì cái lá cờ Phật giáo có 5 màu. Mà 5 màu là tượng trưng cho 5 giới. 5 màu là tượng trưng cho 5 giới. Mà đại chúng cứ tưởng tượng nếu 5 châu, 5 màu còn tượng trưng cho 5 châu. Nếu mà 5 châu này mà giữ hết 5 giới này thì có phải là cả một thế giới hòa bình không? Cho nên mình treo cờ. Treo cờ tức là mình đưa cái ngọn cờ 5 giới này lên, cho mong rằng cái ánh sáng của 5 giới lan tỏa 5 châu, để mọi người sống chung hòa bình tốt đẹp. Cho nên mình có 5 cái màu nhỏ nhỏ, nhớ không? Lá cờ 5 cái sọc to vậy, rồi ở dưới nó có cái nhỏ nhỏ, cái đó gọi là tổng hợp. Tổng hợp có nghĩa là nếu như mọi người biết xê xích nhường nhịn một chút thì chúng ta sống giống như hiện tại chúng ta đang ngồi đây, một mình cả gian sang. Nhưng mà nếu nhiều người, mỗi người nhích một chút, nhường một chút, nhiều cũng vô hết. Cho nên trong kinh Duy Ma Cật nói rằng á, Bồ Tát ở cái nhà của ông Bồ Tát Duy Ma Cật rất nhỏ, nhưng mà mấy chục ngàn Bồ Tát vô ngồi đó được hết. Cái chuyện đó không khó. Mình nói chuyện miracle, amazing, không bao giờ có, nhưng mà sẽ có nếu cái lòng của chúng ta mở. Lòng chúng ta mở thì chỗ nhỏ cũng thành rộng. Nếu lòng chúng ta không mở, cái chỗ rộng nó cũng thành bé. Có nhiều chỗ rộng vô cùng nhưng mình lọt không được, mình vô không được. Nhưng mà cái chỗ mà cái lòng người ta lớn, người ta rộng, người ta vì việc chung thì người ta không nệ việc nhỏ. Cho nên đó, cái chữ hoằng là rộng. Vậy thì thế nào mà chúng ta hoằng truyền Phật pháp cho rộng? Một buổi giảng của quý thầy không đủ. Một buổi thầy mà cho dù bây giờ mình có 100 thầy đi giảng cũng không đủ so với thế giới này. Con người này quá khổ, nhiều khổ quá. Thì mỗi người chúng ta hãy là một cán bộ đi hoằng pháp. Có những Phật tử không biết hoằng pháp gì hết á, không biết nói pháp, nhưng mà lặng lẽ làm việc. Lặng lẽ làm việc, mà cái hình ảnh lặng lẽ làm việc đó là hình ảnh của kim cang mật tích. Quý vị có tụng Công Phu Sáng chưa? Ở trong đó có câu á, kim cang mật tích kình sơn trì sử, nhớ không? Kim cang là những vị thần, nhưng mà những vị thần này ta hộ trì Phật pháp, nhưng mà người ta luôn luôn ẩn giấu, gọi là mật tích. Tích đó là dấu vết, không? Tên tuổi. Cho nên người ta làm sao? Ta ẩn mật, kim cang mật tích. Nhưng mà cái việc làm của người ta là sao? Có những người khiêng núi, gọi là kình sơn trì sử, cầm những cái cây chài nhỏ nhỏ. Có những người làm việc rất lớn, như là ôm cả một ngọn núi, khiêng cả một ngọn đồi, nhưng mà mình không biết họ là ai hết. Có không? Có. Trong cuộc đời của chúng ta có những người, người ta giúp cho mình nhiều lắm, giúp rất nhiều, nhưng mà người ta thầm lặng, không hề biết người đó là ai. Họ là những người anh hùng không tên tuổi, đi vô cùng, đi mãi mãi với thời gian. Họ sống hoài, sống mãi trong tim mình, mà nhắc tới họ là mình chỉ chắp tay và đảnh lễ. Tại vì họ là những người kình sơn trì sử. Nhưng mà những người đó ít không? Không có ít.
họ biến hư không giới, biến khắp cả pháp giới này. Mà nếu chúng ta có cặp mắt của hoằng pháp, của lợi sanh, thì chúng ta thấy được họ. Cái chị này nè, không có biết làm gì, tối ngày vô đây rửa chén không à. Họ không rửa chén đâu mình ăn. Vì cái người mà rửa chén là lợi sanh, nấu cho người ta ăn bữa chay là lợi sanh. Lợi sanh là gì? Tức là làm lợi cho chúng sanh. Mà nếu chúng ta có cách sống hoằng pháp, có cái tâm hạnh lợi sanh, là chúng ta thực hiện đúng bốn cái điều mà Bồ Tát cần có, đó là bố thí, rồi gì nữa, ái ngữ, lợi hành, đồng sử. Lợi hành có nghĩa là cái gì lợi cho người thì mình làm, cái gì mà lợi cho người thì mình phải làm. Mà chính vì muốn lợi cho người cho nên mình phải đồng hành. Đồng hành là gì? Mình nhập chung với người ta mình làm, chứ không phải mình ngồi ở chỗ mình biểu. Phải không? Cho nên á, cái người tu sĩ Phật giáo, tại sao lúc vô chùa tu làm một chú tiểu cực khổ, nấu cơm, xách nước, hồi xưa nha, nấu cơm, xách nước, bữa củi, quét nhà, hầu thầy, làm tất cả các việc. Rồi bây giờ quý vị thấy các thầy mà ra hải ngoại này nè, một vị thầy trụ trì đóng tất cả các vai, bon 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 thầy đóng vai chủ lễ, rồi bon 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 thầy xuống đóng vai người nấu ăn, Phật tử đi về hết bắt đầu thầy đóng vai ô xin, thầy đi dọn nhà, thầy đi sắp dép, thầy đi rửa chén, thầy làm tất cả các việc. Nhưng mà chính cái đó nó mới tạo nên một người tu sĩ đúng nghĩa. Tại vì tu sĩ là gì? Là người chỉnh sửa. Chúng ta cũng là tu sĩ. Chúng ta cũng là tu sĩ. Mình đừng có nghĩ là tu sĩ là những người mà đi cạo đầu mặc áo. Tại vì chúng ta sĩ là người, tu là sửa. Chúng ta đều là những người đang cần sự tu sửa cho mình hết. Cho nên những gì mà chúng ta làm mỗi ngày, thí dụ như mình khuyên, mình giải thích được cái điều gì lành thiện cho ai cứ giải thích, phải không? Rồi mình khuyến khích ai làm được điều thiện gì cứ khuyến khích. Rồi mình sách tấn, tức là siêng năng người ta được mình cứ làm, mình thuyết phục người ta được cứ làm. Cho nên một bài pháp của Phật đủ bốn thứ: giải thích, thuyết phục, sách tấn, rồi gì nữa, khuyến khích. Thì bây giờ mình không làm được bốn cái, mình cứ lựa. Mà thật sự làm được, nhưng mà tùy lúc đó. Có lúc mình khuyên, người ta đang giận quá mình khuyên, không có nói thêm nha, không có được nói thêm, mà phải nói ngược lại cái điều người ta đang giận, để làm cho cái cơn giận người ta xuống. Người ta đang giận quá chừng, mình ngồi mình nói tôi nói rồi, chị không tin tôi, giờ chị sáng mắt chưa? Chưa đâu, còn nữa. Mình nói như vậy có nghĩa là mình làm gì? Mình làm cho cái cơn giận người ta phừng lên nữa. Cái đó cũng là trợ duyên đó, nhưng mà trợ theo cái chiều bất thiện, không có khuyến khích được người ta, không có sách tấn được người ta. Cho nên đó, mấy em nhỏ đó, khi mà nó có cái tâm thiện, nó muốn làm điều tốt đó, quý vị nên khuyến khích. Chẳng hạn như đứa nhỏ đó, lúc mà nó còn nhỏ đó, nó đi trên đường ở ngoài sân, nó thấy con kiến đang bò bò, có nó chạy, nó rượt, nó đạp. Cái mình vỗ tay, mình nói hay quá, trời ơi con giỏi ghê vậy đó. Nhưng mà mình đâu có biết cái đó là mình đang khuyến khích cái bất thiện của nó. Mình nó một con kiến mà từ nhỏ, mà con kiến mắc mới gì tới nó mà nó giết. Vậy mà nó thấy con kiến của nó chạy theo nó giết. Quý vị thấy không? Rồi thí dụ như mỗi lần mà ai làm cái gì trật sai, nó cung tay nó đánh. Cái mình vỗ tay mình đã đánh nữa thì con, đánh mạnh lên con, đánh mạnh lên. Mà mình không biết là mình đang khuyến khích cái bất thiện ở trong lòng một đứa nhỏ. Đó. Rồi nhiều khi trong cái vô tình mình dạy con mình nữa chứ. Cho nên á, trong cuộc sống hàng ngày của mình, mỗi người chúng ta đều là một cán bộ để chúng ta hướng dẫn mọi người xung quanh mình sắp tấn. Thí dụ như cái vị đó, người ta nói trời ơi tôi bệnh quá mà tôi không có thể đứng lên lại xuống lại Phật được. Mình nói ô không sao, ngồi ở trước bàn Phật xá. Người, nếu mình nói không được,
lại Phật mà đầu không sát tội không hết. Cái thì mình cắt người ta, mình không có khuyến khích người ta tu tiếp. Bây giờ mình sách tấn cho người ta tu. Cái người kia nói trời tôi ăn chay mà tôi thèm quá chừng, không biết làm sao đây. Thôi bây giờ chị ăn nửa ngày được không? Bây giờ ăn một ngày ăn không được ăn nửa ngày. Ví dụ mình khuyến khích người ta ăn buổi sáng. Rồi có nhiều người người ta nói trời ơi tôi ở nhà con cái gia đình tôi không ai chịu ăn chay hết. Cái mình khuyến khích người ta, mình sách tấn người ta, mình giải thích cho người ta, mình chỉ dẫn người ta, mình nói em nói chị nghe, bây giờ một ngày chị nấu 5 món phải không? À, món canh thì chị phải bầm miếng tôm vô, rồi cái kia chị bỏ miếng thịt, giờ chị trộn dĩa xà lách không có mấy cái đó. Trong 4 dĩa có 1 dĩa chay, nhưng mà chẳng tuyên bố là chay. Quý vị thấy không? Cho nên mình phải khuyến khích người ta. Rồi thí dụ như bây giờ á, mấy cái đứa nhỏ đó cũng vậy, thí dụ như nó đi tối trước khi đi ngủ mình khuyến khích nó xá Phật xá, 2 xá, 3 xá gì đó. Rồi bây giờ cái người bệnh mình vô mình thăm bệnh cũng vậy. Mình thay vì mình nói bác niệm Phật theo con nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà niệm xong rồi người ta muốn đứt hơi, người ta chết sớm hơn niệm Phật. Phải dạy người ta niệm theo cái hơi thở, cái bệnh tình của người ta. Có một lần mà vô thăm bệnh một ông cụ, thì Pháp Hòa niệm A Di Đà Phật, ông niệm đâu được 5 lần cái thấy ông mệt, cái mình để ông nghỉ. Nghỉ một chút cái mình khuyên ông niệm thêm câu nữa thôi. Mà mình ngồi đó 1 tiếng đồng hồ chơi với ông, thì ít nhất ông niệm cũng được 20 lần. Còn đỡ hơn không có câu nào. Nhưng mà mình phải linh động trong cuộc sống. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên á, cái cách thuyết pháp của chúng ta là khuyến tấn, giải thích. Cái gì người ta không hiểu mình phải giải thích. Mà khi mình giải thích rồi đó, người ta sẽ hiểu. Như nãy Pháp Hòa nói với mấy em nhỏ, tại sao Bồ Tát phải ngồi trên con voi? Bởi vì con voi là một cái con thú rất là mạnh, rất là khỏe. Nó có thể đi lăn xả trong chiến trường. Người tu của mình, cái hạnh tu của mình, cái nhẫn nhục của mình, cái kiên trì của mình phải vững chãi như con voi đi trong cái sự đời. Tại sao thường thường voi có 2 ngà chứ voi này sao 6 ngà? Bởi vì 6 ngà là tượng trưng cho lục độ, là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là thiền định, là trí tuệ, là tinh tấn. Nếu như mà mỗi người chúng ta ai cũng ứng dụng 1 trong 6 độ này trong cuộc sống thì mình lăn xả trong đời dễ dàng. Tại sao Văn Thù Bồ Tát ngồi trên con thanh sư? Vì con sư tử là gì? Sư tử là chúa của muôn loài trong các thú, phải không? Cho nên con sư tử, thì con sư tử là tượng trưng cho trí tuệ. Mà tại sao không màu gì mà màu xanh? Màu xanh là màu tượng trưng cho dũng lực, kiên trì, trẻ trung. Vậy thì 2 Bồ Tát hầu Phật Thích Ca, Quang Thù là tượng trưng cho trí tuệ, Phổ Hiền là tượng trưng cho hạnh nguyện. Mà đã có trí tuệ, có hạnh nguyện đi trong đời thì giống như mình cởi trên hang thú đó vậy. Tuy không cởi thú nhưng mà mình có cái học được cái cách dũng mãnh của nó. Ai dám tới gần sư tử, phải không? Thì cũng như vậy, người có trí tuệ ma vương không nhiễu hại. Trí tuệ là gì? Tức là cái nhận định cho sáng suốt. Thế thì chúng ta nói xong cái mình giải thích. Rồi bây giờ cái vụ bây giờ ta nói tôi không có thích lại Phật, mắc gì lại cái cục đá đó? Không, tuy nó là cục đá nhưng mà có hình ảnh của Đức Phật, là một cái biểu tượng, cái tướng ở bên ngoài để mình hướng cái tâm. Và khi mà anh lại Phật xuống như vậy, nghĩa là anh đang dẹp dần cái bản ngã của mình. Tại sao không lại Phật sát, lại Phật sát xuống? Không có cái thấp nào bằng mình hạ thấp cả chính con người mình xuống. Mà chính khi mình hạ thấp trọn vẹn con người thì mình xuống, thì lúc đó mình đang ở cái phẩm vị cao tột. Cái đó gọi là giải thích. Rồi khuyến tấn cho người ta làm. Mà cái gì cũng vậy, có giải thích là có make sense, có lý. Mà có người ta nghe có lý thì người ta theo. Thí dụ như mình gặp người ta không chịu ăn chay, tội chết nghe không? Tối ngày có là ăn thịt ăn cá hoài đi nghe không? Nghiệp chướng nặng nề lắm nghe. Không bao giờ độ được người ta. Mắc cái gì mà phải nói là ăn mặn rồi nghiệp chướng nặng nề? Vậy thì cả thế gian này là nặng nề nghiệp chướng hết sao? Thiếu gì câu
Tập ăn chay á, thứ nhất là bổ dưỡng cho thân thể của mình, thấy không? Thân thể mình nó nhẹ nhàng, bớt bệnh, giảm mỡ, da đẹp. Thiếu chuyện nói, người ta chưa có chịu tu mà mình cứ tối ngày sỉ vả người ta, nghiệp chướng nặng nề nè, vô minh dữ lắm, tối ngày khuyên hoài không chịu nghe. Có không? Có nhiều khi một ngày mình bị người ta mắng mấy lần vô minh vậy đó. Phải không? Cho nên á, mình mà độ sanh như vậy, mình đi nói như vậy, mình thuyết như vậy thì không phải là người biết hoằng pháp, mà cái đó kêu hoằng hoại. Cho nên thưa đại chúng, ngay cả người ta, thí dụ như bây giờ mình, người ta không có chịu niệm Phật, mình cũng không mắng mỏ ai hết, mình chỉ làm một cái bổn phận là khuyên thôi. Còn người ta có làm hay không cũng tùy duyên. Xin lỗi, nhiều khi con mình nói chưa nghe, người nhà mình nói chưa được thì làm sao người dân mình nói xong. Nhưng mà nếu mình đủ cái duyên, đủ cái đức, và đồng thời nhiều khi á, cái người đó không nghe là bởi vì người ta lỡ trong cuộc đời thiếu cái duyên, người ta không gặp được những người lành, người thiện, người ta toàn gặp cái gì đâu không, thì từ đó cái tâm bồ đề của người ta bị thối, cái tâm thiện lành người ta bị lui sụt, mà mình khuyến người ta đâu phải dễ. Cho nên cái người mà khi mà họ đã bị thất vọng rồi đó, cái người mà người ta đã nhiều lần thất tình rồi, người ta sợ yêu dữ lắm. Tại vì sao? Tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Cho nên trong cuộc đời có nhiều khi người ta đau khổ quá thì người ta lại sợ, người ta bị lường gạt quá người ta sợ, cho nên mình mới tới mình khuyên người ta bố thí thì người ta không có chịu làm. Cái mình nói cái bởi cái người này không có duyên phước, phải không? Tôi kêu bố thí mà không chịu, bỏng sẻn dữ lắm. Mình nói vậy làm sao mình độ được ai? Cho nên đôi khi mình phải thông cảm. Có những người trong cuộc đời không phải là người ta không từng làm thiện, người ta từng làm thiện rồi, nhưng vì trong cuộc đời người ta lỡ, người ta gặp những cái điều không hay ở một nơi người nào người ta tin tưởng, vân vân, rồi từ đó tâm người ta thối thất. Thì bây giờ muốn tưới tẩm là một cái cây khô đâu phải dễ. Một cái thí dụ một cái bình hoa mà nó héo đó, mà quý vị muốn ngâm trở lại là để vô trong nước một buổi nó mới từ từ nó đứng lên, chứ đâu phải là để vô nước mà nó đứng liền, có phải không? Rồi bây giờ quý vị tưởng tượng cái người mà bị tiểu đường, khi mà đường nó xuống đâu phải ngậm cục đường cái nó tỉnh queo liền đâu, 15-20 phút sau đường nó build up mình mới tỉnh trở lại. Huống chi là cái tâm của một con người khi đã thối thất, khi đã chán chường giữa những con người mà họ tin tưởng với nhau. Cho nên á, hành đạo không có phải dễ, nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta ở cái chữ kiên trì. Cho nên một cái đức tánh của người hoằng pháp là gì? Phải kiên nhẫn. Phải kiên nhẫn. Cho nên chúng ta phải học cái hạnh của Ngài Phú Lâu Na. Quý vị nhớ Ngài Phú Lâu Na không? Ngài Phú Lâu Na là được mệnh danh là người thuyết pháp giỏi nhất trong những người đệ tử Phật. Mà khi Ngài đến một cái làng đánh cá đó, Ngài độ, thì trước khi Ngài đi mà Đức Phật còn nhắc nhở trước: Thầy Phú Lâu Na, hôm nay Ngài đi đến cái làng đó, Thầy có biết là cái làng đó người ta dữ lắm không? Dạ bạch Đức Thế Tôn, con biết. Rồi Thầy, ngày Thầy tến để nói mà rủi người ta chửi Thầy làm sao? Dạ bạch Đức Thế Tôn, con thấy người ta vẫn còn hiền, bị người ta mới có chửi con thôi, chứ người ta chưa có đánh con. Rủi người ta đánh ông sao? Bạch Đức Thế Tôn, con thấy họ vẫn hiền tại họ đánh con thôi, chứ họ chưa chém con. Nở rủi người ta chém ông thì sao, chết rồi sao? Bạch Đức Thế Tôn, con thấy cũng tốt, tại vì con chết cho chánh nghĩa. Cho nên mình phải lấy cái, mình phải học cái hạnh mà một quý vị biết á, mình muốn đi khuyên người ta làm điều thiện không có phải dễ đâu. Pháp Hòa nói một cái đơn giản thôi, quý vị cầm sổ đi xin người ta bố thí giúp người nghèo, có người sẵn sàng cho, nhưng mà cũng có những người người ta nói sao? Biết tiền này có tới không? Quý vị đi vận động vậy, biết tiền này có tới không? Mà thí dụ lỡ người ta nói vậy, nói dạ thôi, thì nếu mà quý vị chưa có sẵn sàng thì thôi tôi xin phép, không có buồn phiền gì hết. Tại vì sao? Thưa đại chúng, mình hãy gõ cửa trái tim trước. Gõ cửa trái tim trước khi mình gõ cửa nhà băng. Tức là mình khuyến cái thiện người ta thôi. Bây giờ có chỗ khổ, tôi nói cho anh nghe là có chỗ đang khổ.
Và chúng tôi đang làm một công việc là khuyên tiền để giúp điều đó. Nếu anh chưa sẵn sàng thôi không sao. Nhưng mà mình biết rằng mình đã gieo vào lòng của người đó có nơi cần giúp đỡ. Có nhiều khi họ nói xong rồi, mai chiều mốt nọ họ về họ suy nghĩ lại, hoặc họ hối hận cái câu họ nói, và họ tìm hiểu rằng có thật sự như vậy, họ cho mới hỏi. Nhiều khi cái mà fast react, cái giận dữ, cái phiền muộn của mình ngay lúc đó lại là cái gì? Lại là cái điều không hay, bế tắc giữa mình với người đó. Cho nên cái nhẫn nhục, cái nhu hòa là phương thuốc rất tốt. Ngày xưa Ngài Hám Sơn á, Ngài có làm một bài kệ khuyến tấn đại chúng gọi là Khuyến Thế Ca. Và Pháp Hòa nhớ mở đầu một cái bài thơ rất dài của Ngài. Ngài có 4 câu đầu: Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt, chung thân an phận độ thời quan. Hồng trần tức là cõi bụi, tượng trưng cho cõi đời mình đó. Hồng trần bạch lãng tức là cuộc sống này vừa bụi mà vừa sóng gió. Quý vị tin không? Cuộc đời này sóng gió vô cùng mà bụi bặm rất nhiều. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang. Con người chúng ta có khi bị trần bụi và có khi bị sóng gió. Nhưng mà cái gì sẽ là phương thuốc giúp cho mình vượt đó? Nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Diệu phan tức là diệu phương. Diệu phương là phương pháp, là cái phương thuốc vi diệu nhất để chúng ta vượt được cái hồng trần bạch lãng. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Nếu sống được như vậy, đáo xứ tùy duyên, đến nơi nào hãy sống tùy duyên. Duyên tuế nguyệt, kéo dài tuổi thọ. Chung thân an phận độ thời quán. Hết cuộc đời của mình sẽ qua chung thân an phận mà. Cả đời mình an phận, sống an lành qua tháng, năm, ngày, giờ. Tức là qua ngày, qua tháng một cách rất êm đẹp. Đó là Pháp Hòa nói. Rồi bây giờ chúng ta có hoằng pháp bằng cách nào nữa? Tụng kinh. Mình không biết thuyết, mình không biết nói, nhưng mình tụng. Thế nào là đọc mà thế nào là tụng? Đọc là mình không thuộc, mình phải dở sách ra mình nhìn theo kêu đọc kinh. Nhưng mà khi kinh mà nó vô trong đầu mình, chữ nghĩa chữ nào ra chữ đó rồi, lúc đó tụng. Tại vì lúc đó tâm của mình hòa với tiếng với câu, đi ra một cách ngọt ngào. Ở đây quý vị thuộc cái bài Đệ tử chúng con từ vô thủy không? À, bây giờ Pháp Hòa ví dụ bắt lên quý vị tụng ngọt ngào không? Còn nếu như mình không thuộc Đệ tử chúng con, thay vì người ta từ vô thủy, cái mình ở đâu mình xen vô từ hồi đó. Nếu mà mình thuộc Đệ tử chúng con từ vô thủy, thì ta vừa bắt Đệ tử chúng con từ vô thủy, mình ra mình từ vô thủy, cái mình nghĩ nghe từ từ chắc ở đâu từ hồi đó. Rồi thí dụ như tập gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, cái mình nghe ở đâu mình nói gây bao tội lỗi, thấy không? Hay là gây bao phiền phức. Tức là mình khi mình không thuộc thì mình không tụng được. Cho nên trước hết là đọc kinh, mở kinh ra đọc, chịu khó đọc cho nhiều, đọc cho thường. Đọc kinh tốt lắm, tại vì nhờ cái thời gian đọc kinh á, cái mình không có đọc cái khác. Đúng không? Mình đọc kinh mình không có đọc cái khác. Thay vì mình mở ra mình đọc những cái phim, những cái gì mà nó không có lợi ích, giờ mình đọc kinh. Mà khi đọc nhiều rồi á, bắt đầu mình thuần mà thuộc rồi là mình tụng. Tại vì khi mình thuộc thì âm điệu của mình tụng nó ra. Bởi vì chữ nghĩa đó mình hiểu nó, thì cái âm đó nó lưu xuất cái giọng, nó làm cho người nghe cảm. Thí dụ mình tụng cái bài mà đệ tử chúng con từ vô thủy vậy đó. Gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần. Tại mình thuộc cho nên mình tụng. Trời ơi, người ta nghe, người ta thấm.
hồi nào giờ người ta không có biết. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Mà người ta đang khổ, người ta đang buồn, người ta vô, mình tụng một thời kinh, người ta nghe, người ta giác ngộ. Tụng kinh cũng là một hình thức hoằng pháp. Rồi bây giờ á, chùa không phải chỉ để đám tang không. Ai vô đây xin đám cưới cũng cứ cho. Tại vì người ta đám cưới, người ta vô đây, mình mới có cơ hội mình giảng cho người ta nghe ý nghĩa của vợ chồng phải sống sao cho đúng với lời Phật dạy. Chồng đối với vợ có 5 điều, vợ đối với chồng có 5 điều. Rồi vợ chồng cùng phát nguyện sống với nhau cho tốt. Rồi mình giảng ý nghĩa chiếc nhẫn cho người ta nghe. Tại sao chiếc nhẫn hình tròn? Tại sao chiếc nhẫn làm bằng vàng? Tại sao cái tên nó là nhẫn? Mình giải thích cho người ta nghe, người ta hiểu, người ta tu tốt. Cho nên những cái phương tiện trong chùa làm cũng là một hình thức hoằng pháp. Rồi bây giờ mình tạo cảnh. Tạo chùa, tạo cảnh để mấy cái viên đá có những cái lời thơ. Chẳng hạn như mình đi ra cục đá kia mình đọc được: gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi, cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Bài thơ mộng. Rồi nếu mà không nói thì người ta không biết. Hỏi biết bài mộng không? Dạ biết. Rồi biết, hỏi biết làm sao? Đi đâu cho lỡ cho đời mỏi mệt. Mình không, bây giờ mình làm một, mình lấy một cái viên đá, mà thay vì cục đá mà để không thì cũng là cục đá. Nhưng cục đá mà có chữ nghĩa thánh thiện thì cục đá đó là lời pháp vô ngôn. Nó nằm đó, nhưng mà người ta sẽ đọc nó. Mỗi lần người ta buồn quá, người ta đi vô đi ra, người ta than phiền, tự nhiên người ta đi ngang đó, đời là mộng. Mình gá cái thân mộng, cái thân này là mộng, mình đang gá vô thôi chứ không phải thiệt. Gá tức là gửi vô một chút vậy đó. Gá thân mộng, thì cái thân này là mộng, thì mình đang sống sao đây? Dạo cảnh mộng. Mình đang đi trong đời này là đang dạo cảnh mộng nè. Mà cái ban ngày này gọi là tiểu, là đại mộng. Cuộc đời mình là đại mộng. Còn ban đêm ngủ thì gọi là tiểu mộng. Như vậy thì ngủ thì cũng tiểu mộng, mà tỉnh dậy thì sống trong đại, đại mộng. Mà không tỉnh mộng thì sống sai, chết mộng. Cho nên Ngài Trần Nhân Tông gọi cái đó gọi là túy sanh mộng tử. Sống thì sai, chết thì mộng. Cho nên gá thân mộng, dạo cảnh mộng. Mình đang dạo cảnh mộng nè. Mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Cười vỡ mộng xong rồi nhớ nha, ghi lời mộng. Ôi cái gì cũng mộng đó. Đời anh mà thiếu em, như nhà thiếu nóc, như lúa thiếu kèm, như búa thiếu kèm, như tô hủ tiếu quên thêm xì dầu. Ôi cha, bao nhiêu cái lời thơ hay. Nhưng mà đọc xong rồi tới hồi mà mình hết thương nhau nữa, trời ơi tôi mà gặp bà tôi mệt ghê lắm. Thì bây giờ gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi, thì bây giờ chỉ còn có nước làm gì? Cười vỡ mộng. Thì hãy ghi lời mộng và nhắn với khách mộng. Mình cũng là một mộng, rồi mình nói với người kia là khách mộng. Gắn sao? Ghi lời mộng, nhắn khách mộng, để biết được mộng thì sẽ tỉnh cơn mộng. Rồi có nhiều khi người ta làm một cái hòn đá thiệt là to, thiệt là bự, ta khắc 4 câu: như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Khắc một cái câu rất hay trên một tảng đá: như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Nghe xong rồi, đọc cái câu đó rồi, ta tỉnh. Hồi nãy ta buồn, ta làm cực quá bị chê, giờ ta ra ta thấy câu đó, ta hết buồn. Thì có đó, cái cục đá nó thuyết pháp không? Cho nên mình tạo cảnh chùa, mình tạo cảnh tượng Phật, mình làm những cái câu hay, mình viết xung quanh, cũng là một cách thuyết pháp. Cái ông đó đó, ông không chịu bao giờ niệm Phật hết á. Nhưng mà ông tới nhà mình chơi thường lắm, ông bước vô cửa, cái ông thấy mình để Nam Mô Di Đà Phật, cái ông phải đọc. No choice. Mình ghi Nam Mô Di Đà Phật, bắt buộc ông phải đọc à. Ông không thể đọc Nam Mô Di Đà Lạt. Bây giờ ông không chịu đọc,
Nhưng mà tôi ghi câu đó là bắt buộc ông phải nhìn vô A Mô Di Đà Phật. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình làm được. Cái đó là gì? Cái đó gọi là uyển chuyển. Mà cái người mà thuyết, cái người mà có cái tinh tế ở trong việc truyền bá chánh pháp. Pháp Hòa thưa đại chúng, cái này Pháp Hòa làm hồi nhỏ nè, mà không ai biểu, không ai dạy. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích tụng kinh lắm. Thì Pháp Hòa nhớ nhà Pháp Hòa không có lớn, thì ngó ra cửa là tới. Mỗi lần mà mẹ Pháp Hòa có khách tới chơi ngồi trước cửa nhà thì Pháp Hòa cứ lựa giờ đó qua tụng kinh. Nhưng mà trong đầu Pháp Hòa nghĩ gì quý vị biết không? Mình tụng kinh cho người ta nghe, mà phải lựa kinh nào mà cho hay, lựa kinh nào mà nhắc nhở người ta tu mình tụng. Mà lúc đó Hòa mới có 8 tuổi thôi. Pháp Hòa mở kinh Địa Tạng ra Hòa tụng, mà tụng ngay cái phẩm thứ tư á. Tại vì phẩm thứ tư cái khúc cuối nó có cái đoạn mà Tứ Thiên Vương hỏi Phật á, thì hỏi về ngài Địa Tạng, thì trong Đức Phật mới nói á, nếu gặp kẻ ăn ở độc ác thời ngài dạy rõ quả báo phải bị cái gì đó, nếu gặp người mà tiêu dùng phung phí thời ngài Địa Tạng Bồ Tát dạy cho người đó đời sau sanh ra sẽ tiêu dùng thiếu hụt, nếu gặp kẻ cha mẹ ghẻ ăn ở độc ác thời ngài Địa Tạng dạy rõ cho người đó biết trở lại hiện đời bị quả báo. Hồi nhỏ và đọc mấy cái đó mà không biết cái này là dạy mình tu nè, là cứ lựa khách tới nhà mẹ Pháp Hòa đang ngồi tiếp khách là tụng, mà tụng lớn, tụng mong cho người ta nghe. Mà hồi nhỏ là Pháp Hòa là như vậy, và luôn luôn trong tâm Pháp Hòa là tới giờ phút này cũng vậy. Cho nên Pháp Hòa đi tụng kinh cầu siêu á, Pháp Hòa linh động lắm, không có bài bản gì hết á. Nhưng mà tới cái đám tang đó tùy lúc Pháp Hòa chuyển. Hai giờ mình tụng thời Di Đà phải không? Này Xá Lợi Phất Cực Lạc gì đó gì đó, mình thấy người ta nghe chắc xa quá, ta đi không tới đâu. Tụng một thời Báo Hiếu Vu Lan, tụng làm sao cho người con đó họ thấy được cái ân đức cha mẹ ngay hiện đời nè. Mà chỉ cần họ thấy được cái ân đức cha mẹ, họ hối hận hoặc họ biết thương cha thương mẹ, họ cha chết bây giờ còn mẹ họ lo chăm sóc mẹ, họ đã tới Cực Lạc rồi, họ đã gặp Di Đà rồi. Đó là cái cách nghĩ của Pháp Hòa. Mà quý vị nghĩ có phải không? Mình thuyết Di Đà cho người ta nghe chưa chắc người ta đã nhận ra, tại ta thấy cái đó nó xa quá. Nhưng mà Di Đà chính là ai? Cha mẹ mình chứ ai đâu. Bằng chứng là quý vị nghe câu chuyện mà cái người con mà đi tìm Phật không? Rồi đi ra đường hỏi tất cả mọi người, tôi muốn tìm Phật, có ai biết Phật ở đâu chỉ? Thì có một vị hòa thượng nói, bây giờ con quay ngược trở lại, con đi theo con đường này, con tới con đường đó có một cái nhà, rồi con gõ cửa cái nhà đó, nếu người nào ra mở cửa cho con mà người đó mang hai chiếc dép ngược á, thì người đó là Phật mà con muốn gặp. Ông đi theo con đường hòa thượng chỉ, ai ngờ đâu ông đáo trở lại đúng cái nhà của ông. Gặp trời lúc đang khuya, ông gõ cửa, mẹ nghe tiếng mừng quá, bước xuống giường xỏ hai chiếc dép lộn ngược ra mở cửa cho con. Thì khi người con mở ra nhìn thấy mẹ, nhìn xuống chân mẹ thấy hai chiếc dép, người con quỳ xuống mô Phật, bây giờ con thấy Phật của con rồi. Là như vậy. Cho nên á, mình thuyết pháp nếu mà mình biết cách thì mình sẽ biết rằng á, tụng kinh cũng là thuyết pháp. Rồi mình làm gì nữa? Mình tạo cảnh, tạo chùa, tạo Phật cũng là thuyết pháp. Mình viết những cái lời hay trong bút pháp là thuyết pháp. Rồi gì nữa biết không? In kinh, ấn tống, in dĩa đem cho, in những cái dĩa pháp cho là thuyết pháp, gọi là hoằng pháp. Bởi vì chữ hoằng là rỗng. Pháp Hòa thưa nè, bây giờ nếu như Pháp Hòa ở bên Canada và nói chuyện, rồi Phật tử có thu mà chỉ phổ biến ở trong cái chỗ, cái chỗ Pháp Hòa thôi, thì quý vị có biết Pháp Hòa là ai không? Nhưng mà nhờ Phật tử ở vùng này, mỗi người một tay, mỗi tuần in những cái dĩa đem tặng người này tặng người kia, rồi quý vị có cơ hội quý vị xem. Quý vị lâu nay thấy Pháp Hòa trong dĩa, và hôm nay đủ duyên quý vị gặp Pháp Hòa, thấy Pháp Hòa trong chùa. Phải không?
Cho nên in kinh, ấn tống, dịch kinh, viết sách đều là một những cái hình thức hết. Rồi bây giờ nếu như mà mình linh động như vậy thì mình làm được cái việc khuyến khích người ta, giải thích cho người ta, sách tấn cho người ta. Người ta chưa có siêng, mình nhắc nhở. Bây giờ chị, có nhiều vị nói tôi không có thời giờ tụng kinh nhiều. Pháp Hòa nói 10 phút có không? Dạ có, tụng bài sám thôi. Rồi mình đưa cái cuốn kinh đó, có nhiều cái bài sám ở trong đó. Mà thưa đại chúng, sám là gì? Sám là những cái bài, cái văn nó vần, tụng nó dễ nhớ. Và trong bài sám đó là chư tổ dựa theo lời Phật dạy rồi viết lại bằng một cái thể văn vần cho mình đọc, mình nghe, mình dễ hiểu. Rồi cộng thêm nó đem những cái điển tích, những cái điển tích, những cái hình ảnh. Ví dụ cái câu này trong một cái bài sám gọi là Tu Là Cội Phúc, có cái câu: vượng còn biết mến trăng trong, người xa vào chốn bụi hồng mà chi. Hãy theo chánh lý mà suy, xét cho thấu đáo vô vi đạo thường. Tu hành sớm tối lo tường, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Người ta đem cái hình ảnh con vượng, con khỉ mà nó còn biết mến trăng trong. Thế chúng ta hơn khỉ hơn vượng thì tại sao lại xa vào chốn bụi hồng làm chi? Ta lấy cái hình ảnh vậy đó. Vượng còn biết mến trăng trong, người xa vào chốn bụi hồng mà chí. Rồi ta nói xong rồi ta nói nữa. Hãy theo chánh lý mà suy, xét cho thấu đáo vô vi đạo thường. Tu hành sớm tối lo tường, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Rồi hình ảnh nữa nè: cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Đúng không? Nổ nhiều chừng nào thì xác pháo nhiều đó. Pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Nói vậy xong, chỉ vậy rồi bây giờ khuyến khích nè, sắp tấn nè: chi bằng tìm chốn tiêu diêu, tu theo cõi Phật lánh điều thị phí. Đó là khuyến khích, là sắp tấn chứ gì nữa. Rồi bây giờ nói nữa nè: nhìn lòng hai chữ từ bi, sớm trừ vọng niệm hiểu kỳ tử sanh. Để cho tâm trí khai minh, quyết tâm độ tận chúng sinh muôn loài. Ai ơi gắn chí tu hành, để sao đến bực vô sanh mà nhờ. Đó là khuyến khích. Rồi bây giờ chỉ dẫn giải, nói cho người ta nè, chỉ cho người ta cái hình ảnh nè: người đời sớm phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mấy. Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Đó là những lời khuyến. Rồi ta đem hình ảnh điển tích, hoặc là cho nên trong một bài sám có đủ giáo lý, sách tấn, khuyến, rồi người ta đưa những cái hình ảnh cụ thể cho mình. Cho nên á, nếu như mình là một người Phật tử, thôi giờ khỏi là Phật tử, cứ là những người sống trong đời này, thì cái bổn phận của chúng ta là phải khuyến thiện, khuyên ác. Cái thiện người ta có mà người ta chưa làm, phải khuyến cho người ta có. Cái điều người ta đã làm xấu, làm dở, khuyên người ta đừng làm. Cho nên khuyên là nhắc nhở, là biểu người ta bỏ. Nhắc người ta bỏ là khuyên cái ác, khuyến cái thiện. Được không? Được, như vậy gọi là hoằng pháp. Vậy thì hoằng pháp chính là nhiệm vụ của mình. Lợi sanh là cái bản hoài của mình, là cái hoài bão của mình. Cho nên tất cả chúng ta thấy ai sống tốt, sống lành, sống thiện, chúng ta phải mừng. Tại vì mình thấy được người ta đã sống bằng cái điều tốt đó, có lợi quá mà. Cho nên mình thấy cái điều gì ai làm có lợi cho người, cho đời, mình không làm được, đừng có bài bác. Tùy hỷ với việc làm của người ta, để cho người ta tiếp tục người ta làm. Thế gian này nếu như mà ai cũng không chịu làm thiện, không chịu bỏ ác, thì làm sao có được một cuộc đời mà lành thiện như mình mong muốn được. Cho nên mình mong mỏi là một việc,
mình thực hiện là cái điều quan trọng cần làm. Thì hôm nay Pháp Hòa gặp quý vị trong cái buổi chiều hôm nay tại chùa Hoằng Pháp, thì Pháp Hòa nhớ đến hai câu mà người xuất, nói chung là tất cả người đệ tử nào cũng nhớ: Hoằng Pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài. Hoằng Pháp là làm cho Phật Pháp rộng ra, đó là trách vụ, đó là nhiệm vụ của tất cả chúng ta. Và quý vị có thể hoằng pháp bằng cách nào? Thuyết pháp cũng được, tụng kinh cũng được, in kinh ấn tống cũng được, in dĩa cho cũng được. Thậm chí mình không biết làm nhưng mình hùng tiền mua dĩa. Mình hùng tiền mua dĩa rồi mình hùng tiền in kinh cũng tốt. Cho nên tất cả những cái đó nếu mình có làm đều là hình ảnh hoằng pháp hết. Rồi chúng ta tạo chùa, tạo Phật, tạo những cái câu nói để mà nhắc nhở người ta sống lành, sống thiện. Thí dụ mình viết một cái câu nhắc nhở người ta. Cho nên á, quý vị thấy á, Đức Phật hay lắm. Đức Phật dạy mình tu tịnh tâm mình và khuyến khích người ta bằng cách những cái bài kệ đó. Mà những cái bài kệ đó đó, mà nếu mình thuộc lòng được chừng 10 bài, 20 bài, mình ứng dụng mình sống là quý vị thấy tâm quý vị lành thiện cả ngày. Lanh thiện cả ngày. Vẳng hạn như quý vị mở nước lên nè, quý vị dặn nước, quý vị rửa tay, có cái bài kệ rửa tay: múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Nếu mình nhắc nhở mình có được một bàn tay sạch, thì hãy nhớ phải lấy bàn tay này làm lợi cho người, giúp đỡ cho người. Qua cái kệ, bài kệ rửa tay thôi là mình đã nhắc nhở mình cái thiện rồi, phải không? Rồi bây giờ mình thấy người ta là người ta nấu ăn à, mình nếu mình là người nấu ăn thì mình đọc cái bài kệ nấu ăn. Ví dụ quý vị bỏ nấm vô trong máy xay, quý vị xay có bài thơ xay xay rau: xay nhuyễn những kiêu căng buồn giận, vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình, xới bát cơm vung hạt hòa bình, cơm chánh niệm người dùng an lạc. Người ta vô người ta giúp mình: chị ơi, chị có gì cho em giúp không? Mình nhìn, ồ bây giờ cũng chưa có việc gì lắm, thôi tạm ra coi có ai có việc gì phụ đi, lát chị cần chị nhờ. Hoặc là nếu như mà người ta lu bu quá, mình cũng có thể nói sao cho người ta ra một cách nhẹ nhàng: trời, đi ra ngoài hết trơn giùm tôi đi, ở trong này chật chội tôi không làm ăn gì được hết. Lần sau mình có một câu đó thôi là ai dám nữa. Thì bây giờ nhớ, mỗi lần mà nhớ sắp sửa nói câu đó thì phải đọc bài thơ này: khi nấu nướng giữ gìn chánh niệm, có tăng thân hiện hữu giúp mình, mỉm miệng cười như đó hoa sinh. Tại vì mình đang làm cái việc là giúp người khỏi thân gầy bệnh tật. Tức là mình nấu ăn có chánh niệm mà có người giúp mình, đó là hạnh phúc. Cho nên quý vị ráng thuộc số bài kệ. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta sống lãng phí. Mà cái thời gian còn lại chúng ta nên làm là hãy học Phật, nghiên cứu Phật Pháp. Trước hết hãy thuyết Pháp cho chúng sanh trong tâm mình. Nó vừa khởi lên cơn giận, mình thuyết cho nó nghe liền. Ăn no quá mất ngon, giận quá mất khôn con ơi. Rồi bây giờ mình định xuống, mình la cái đứa con của mình, cái thì mình nói, mình đi xuống được mấy bước rồi mình nói, mình la nó là nó xách giỏ mà nó đi ra ngoài là mình lỗ đó. Cái mình nuốt cục giận trở vô, mình đi vô phòng, mình ngồi mình thở, mình lấy kinh mình đọc, mình mở ban thuyết pháp mình nghe một lát, cái mình quên cái giận đó. Cái lúc đó mình tự khen mình good girl. Cho nên thưa đại chúng, Phật dạy chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, thế giới vô tận, phiền não vô tận,
nghiệp và chúng sanh cũng đều vô tận, nguyện con cũng thế sẽ là vô tận. Bởi vì phiền não mà còn thì mình phải nguyện độ nó. Cho nên ngày nào còn chúng sanh khổ, ngày nào còn phiền não thì ngày đó mình còn tu. Thế thì không bao giờ dám tuyên bố tôi giờ hết tu. Tôi bây giờ tôi không còn gì để giận nữa, không dám đâu. Tại vì bây giờ có thể mình là boss, mình là cái gì đó, người ta không dám chọc mình, phải không? Hoặc là mình quá trời, quá đất, người ta không dám đụng. Nhưng mà chưa chắc. Cho nên Phật mới nói câu thứ hai: tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Chúng sanh ở bên ngoài gọi là chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Nhưng mà có một chúng sanh mình cũng phải cần độ họ đến tận cùng, là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Thì tự tánh chúng sanh đó là ai? Đó là phiền não, giận tức, một chút giận, hai chút hờn của mình đó. Hỏi chị có giận không? Mắc gì giận? Bà làm gì tôi giận? Nhưng mà nói kiểu đó có giận không? Giận. Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn. Tự tánh pháp môn thệ nguyện học. Để tới một ngày nào đó tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Thôi mình nghỉ đây. Vậy hôm nay quý vị biết được Hoằng pháp chưa? Quý vị biết, vậy là từ nay về sau chuyện này không phải chuyện của mấy thầy nữa, phải không? Mà tất cả chúng ta đã là người sống, có lãnh cái điều thiện thì chúng ta phải có bổn phận đi khuyến thiện. Và bây giờ Pháp Hòa chỉ tóm lại nè: Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài. Chúng ta gọn lại bốn chữ thôi: Hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp là nói điều thiện, lợi sanh là khuyến cái ác. Cái ác mà người ta làm phải khuyên người ta đừng làm. Thiện người ta chưa sanh, khuyến cho người ta sanh. Chỉ cần được như vậy thì mình là người hoằng pháp lợi sanh. Thôi mời đại chúng chúng ta hồi hướng trước khi chúng ta sang màn khác. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử. Phật. Giờ mình làm gì nữa? Mới học hoằng pháp rồi giờ bắt hoằng hai hoằng hoại. Giờ quý vị muốn nghe hát hả? Rồi, Pháp Hòa hát một bài cho quý vị nghe ha. Quý vị muốn nghe bài gì? Dạ. Thôi giờ mình tập hát chung đi. Thôi bây giờ Pháp Hòa hát cho quý vị nghe một bài mà hồi nãy có quý bác gặp Pháp Hòa có yêu cầu là muốn Pháp Hòa hát cho quý vị nghe bài Lá Ngô Đồng Rơi. Một lá ngô đồng rơi có hay chăng người ơi? Một lá ngô đồng rơi thu đẹp đã về rồi. Ngàn chiếc lá còn rơi đó hay vàng tươi, ngàn chiếc lá rơi rơi bay vèo ngập cả trời. Lờ lững trên trời cao chiếu lên nước hồ xanh,
lơ lửng trên trời cao, mây đẹp còn dựng thành. Ngàn chiếc lá còn rơi đau hay vàng tươi, ngàn chiếc lá rơi rơi bay vèo ngập cả trời. Rừng vĩ lô quanh hiu sáo lên ru hồn ai, rừng vĩ lô quanh hiu nắng vàng ngập ruộng dài. Niềm thương trong lòng tôi thắm tươi không nhạt phai, niềm thương trong lòng tôi thu đẹp vẫn còn hoài. Ngàn chiếc lá còn rơi đau hay vàng tươi, ngàn chiếc lá rơi rơi bay vèo ngập cả trời. Niềm thương trong lòng tôi thắm tươi không nhạt phai, niềm thương trong lòng tôi thu đẹp vẫn còn hoài. Được chưa? À, bây giờ một câu vọng cổ ha. Có những buổi chiều con thấy lá thu về, trong những buổi chiều hoàng hôn phủ xuống, mây trắng lượn bay như gợi lại trong con bao nỗi u. Mẹ ơi cành cũ còn đây mà mẹ đã đâu rồi, đời con bất hạnh không được sống gần bên mẹ mãi, để bây giờ con cảm thấy cô đơn. Nhớ thở ấu thơ con chỉ biết nô đùa, nũng nịu để được mẹ dỗ dành thương yêu ấp ủ. Chớ con đâu biết hiếu đạo là gì, cũng không biết công lao mẹ già như trời cao thâm thâm. Khi lớn lên con được đến chùa dâng hương lễ Phật, trong mùa vu lan báo hiếu đấng sanh thành, thì con mới hiểu ra mẹ là Phật là trời. Khi con biết đền ơn công sanh dưỡng, thì mẹ cũng đâu còn để con được báo đáp thâm ân. Con nghe lòng mình trĩu nặng đau thương khi mất mẹ mà con chưa một lần báo đáp. Mẹ ơi trời đất quạnh hiu hay con buồn mất mẹ, bởi mẹ không còn đời con hết ngây thơ. Được rồi, còn để vợ chụp hình nữa. Dạ thôi, Di Đà Phật, một lần nữa con xin tri ơn thầy trụ trì cũng như toàn thể quý Phật tử tại chùa Hoằng Pháp nói riêng, tại thành phố Melbourne nói chung, đã cho con được một cơ hội về đây thăm chùa lễ Phật và cũng như chia sẻ với đại chúng một bài nói chuyện chiều hôm nay, và kính chúc đại chúng thân tâm an lạc và luôn luôn tinh tấn và thấy được trách nhiệm hoằng truyền Phật pháp của mỗi người chúng ta.
mà chúng ta tự sống và tu như thế nào để ai ai gặp mình cũng thấy được cái sự truyền bá Phật pháp của mình một rất nhẹ nhàng, nhưng mà người ta có thể cảm nhận được lời Phật dạy. Và xin nguyện cho tất cả đại chúng thân tâm được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.